Thưa quý vị, qua theo dõi kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 được khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội vào sáng nay, cử tri Đà Nẵng rất quan tâm đến những nội dung tại kỳ họp và kỳ vọng kỳ họp sẽ đưa ra những chủ trương, quyết sách góp phần phát triển đất nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng, giúp cải thiện đời sống người dân, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Hôm nay kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 khai mạc với là cử tri chúng tôi thì mong rằng các đại biểu được chúng tôi bầu ra gửi gắm những cái nguyện vọng của cử tri chúng tôi. Thứ nhất là về an sinh xã hội, thứ hai là trong tác phòng chống dịch hiện nay mong rằng các đại biểu có những sáng kiến, có những cái đột phá, những ý kiến đột phá làm sao mang rằng dịch này sẽ sớm qua đi, cuộc sống nhân dân ổn định và khôi lại phục sản xuất. Thì qua các kỳ họp đầu tiên thì cũng hội nông dân phường cũng có một số cái ý kiến. Thứ nhất đó là quan tâm đến đời sống sản xuất của bà con nông dân là thứ nhất. Thứ hai là đào ra cội nguồn sản phẩm. Thứ ba là những cái mô hình mới là cần có vốn, đầu tư vốn, và chủ yếu là mình định hướng là có, dù là trong thời điểm dịch, định hướng cái đầu ra cho nông dân và hỗ trợ là sản xuất máy móc cho hội viên. Người ta hiện nay là các những cái mô hình mà dịch vụ là hiện nay là chính đó, là hỗ trợ đầu tư sản xuất cho họ. Rất kỳ vọng vào những cái đại biểu Quốc hội lần này phải có trách nhiệm đối với nhân dân, đối với đất nước, để hoạch định là trong 5 năm tới Quốc hội ra những cái quyết sách trong phát triển kinh tế, trong phát triển xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đời sống dân sinh, khắc phục những cái hậu quả của thiên tai, dịch bệnh nó như thế nào. Cũng mong muốn kỳ vọng vào tất cả các đại biểu Quốc hội sẽ làm thế nào đấy đưa đất nước mình thoát khỏi nạn dịch Covid, trở lại một cuộc sống bình thường. Và kỳ vọng của những cử tri là mong muốn đại biểu Quốc hội khóa này sẽ đưa tất cả mọi cái khả năng, năng lực lãnh đạo và đưa mọi cái ngành đất nước phát triển, kể là cả về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Đây là kỳ họp đánh dấu lại bước ngoặt trong việc bình chọn phê chuẩn nhân sự cao cấp của Đảng. Với vai trò là cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an, là thanh kiếm bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân, tôi rất mong chờ kết quả bình bầu lựa chọn nhân sự trong Quốc hội khóa này để đảm bảo các mặt kiện toàn kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội trong giai đoạn năm 2021 trở về sau, cũng như là khắc phục phát triển kinh tế trong chiến lược 5 năm của nhà nước. Theo tôi, trong cái nhiệm kỳ mới này của Quốc hội thì Quốc hội cũng nên chú trọng nhiều đến các giáo viên, học sinh vùng khó khăn giống như vùng núi, vùng sâu, đặc biệt là vì năm nay các chương trình đổi mới giáo dục cho các đầu cấp trung học cơ sở lớp 6 và chương trình mới của lớp 2. Do đó nó sẽ có nhiều cái mới, thì cũng mong là Bộ Giáo dục có những cái chính sách ưu tiên phát triển cho các vùng đó.